Con giáp này, 2 năm tới vận trình bạo phát, quý nhân vây quanh, thăng quan tiến chức, tài lộc đủ đầy. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh, thì đó cũng không khó để suy tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, đoán mệnh chỉ bằng cải mệnh. Vận mệnh đời người 3 phần do trời, 7 phần do con người tạo ra. Vậy nên, giàu sang, vinh hiển hay nghèo đói bần cùng, phần lớn đều nằm trong tay của mỗi người. Muốn cải biến số mệnh, trước hết cần điều chỉnh tư tưởng, tu chính lại hành vi của bản thân, đồng thời phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc. Có câu mài sắt, có ngày nên kim. Theo tử vi học, đích thực là một số con giáp sau bao nhiêu năm vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng có ngày trời thương mà đổi vận hồng phát. Chỉ trong 2 năm tới, những con giáp này dù trước có khổ sở ra sao, thời gian tới sẽ thành công, mỹ mãn trong tất cả các khía cạnh của cuộc đời. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp may mắn này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là người tuổi Mão. Mệnh chủ tuổi Mão quả thực đã có một khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho khoản tiền đã chi ra. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc, nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, nên thực sự đã có nhiều lúc bản mệnh cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng ở đời, làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan, thử thách. Tử vi phương Đông có cho thấy, đại nạn không chết, tất thành đại nghiệp. Trong 2 năm tới, mệnh chủ tuổi Mão sẽ có những chuyển biến bất ngờ trong cuộc sống của mình. Ngoài ra, trong thời điểm này, tài lộc dần khởi vượng. Trong thời gian tới, những chú mèo sẽ có vận trình của mình, có những bước thăng tiến khá tốt. Tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những vị trí hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mão, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là người tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo, mạo hiểm. Họ dành tình cảm, đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi học có cho thấy trong 2 năm tới, những mệnh chủ cầm tinh con rắn sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện mà bản mệnh làm hầu như đều suôn sẻ, hành thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Tài lộc của bản mệnh còn được góp phần bởi thần may mắn, cho nên tài vận của mệnh chủ lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bản mệnh cũng không thể ngờ được có một ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Song tuổi Tỵ vốn là người thật thà,
nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương, nên đường nhân duyên tốt và được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Tài vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của bản mệnh càng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lành lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Trong 2 năm này, tuổi Tỵ không chỉ vướng về tài lộc mà còn vượng về cả tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Tỵ càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng ở phía sau. Có thể nói cả sự nghiệp, cả tình duyên, bản mệnh đều không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tuổi Tỵ sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bản mệnh khéo ăn, khéo nói thì có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Quý nhân tương trợ, tài vận cũng thăng hoa, đường tình duyên cũng như ý, vận trình thời gian của tuổi Tỵ là quả khiến cho người khác khen tị. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm sắp tới. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tỵ. Có thể nói rằng, khi là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ cũng rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân có lẽ là con giáp may mắn nhất khi gặp được nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong 2 năm tới. Trong khoảng thời gian trước, do bị hung tinh, bàn cân nhập mệnh, vì thế mà bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng sổ dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi. Song mệnh chủ tuổi Thân cũng không cần quá lo lắng, bởi sắp tới có tài bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp bản mệnh đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cách khí tới. Hoạch tài cũng tới, tuổi Thân nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng, không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần nhớ, hoạch tài tuy nhiều nhưng thời cơ không dài, nếu nhanh tay chấp lấy thì có được, chậm chân thì bị người khác nẫng tay trên. Ngoài ra bản mệnh chớ để cho mình lún sâu vào những trò chơi cờ bạc đỏ đen, phải biết điểm dừng. Nếu không có kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng khó lòng mà giữ được trong tay. Bản mệnh hãy tập trung vào sự nghiệp, cần phải nhìn xa trông rộng và nhìn vào cái lợi lâu dài, chứ chớ để mình tham lam cái lợi trước mắt. Bản mệnh cũng cần phải có các khoản tiết kiệm, đề phòng những khi bất trắc có thể xảy ra. Chớ nên để cho mình chi tiêu thoải mái tới mức phung phí, nương chiều những thói quen mua sắm. Cuộc sống này vận mệnh xoay vần, chẳng ai nói trước được ngày mai. Hôm nay sung túc đủ đầy thì tiết kiệm cho tương lai, vẫn đảm bảo được cuộc sống hiện tại. Nếu có một khoản đề phòng người thân thì sự cố bất ngờ vẫn có thể xoay sở được. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Không như vậy, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thân. Thứ tư, người tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình, kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Có thể nói,
Tuổi Dậu lúc có đường nhân duyên tốt. Có thể nói, tuổi Dậu luôn có đường nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao luôn mở rộng được với nhiều người. Xét về sự nghiệp, tuổi Dậu thực chất là người khá hiếu thắng, có thể tham vọng, song đôi khi những ước mơ của mệnh chủ lại có phần viển vông, không phù hợp với tình hình thực tế. Bản mệnh luôn cố gắng để phấn đấu, tự nâng cao năng lực của bản thân mình, chẳng cần chờ ai phải thúc giục, tinh thần cầu tiến ấy. Tuy nhiên, tuổi Dậu thường hay mắc phải những sai lầm không đáng có như cao ngạo, phô trương quá mức hay khoe mẽ, phô trương, cho nên có những khi dù đã gần đạt đến thành công thì mệnh chủ lại bị hạ bệ một cách không hề thương tiếc. Tử vi có cho thấy trong vòng 2 năm tới, mọi người sẽ được chứng kiến sự biến chuyển cực kỳ lớn cả trong tính cách, suy nghĩ, cách sống của mệnh chủ. Vận mệnh xoay chuyển theo hướng tốt đẹp hơn khi mà tuổi Dậu tìm được đúng mục tiêu phấn đấu cho mình. Có nhân duyên tốt, có nghị lực và tài năng. Việc mà tuổi Dậu phát tài, phát lộc chẳng có gì là lạ lùng. Sự may mắn ấy sẽ kéo dài đến khi tuổi Dậu giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn. Thậm chí tới lúc ngước lên thuyền lên, bản mệnh có không muốn tài lộc ùa về, gió sang ập đến cũng khó ấy chứ. Hãy chọn cho mình một lĩnh vực mà bản thân cảm thấy tự tin và đam mê nhất. Dù sao thì một nghề cho chín, còn hơn 9 nghề. Bản mệnh cần phải xác định được thế mạnh của mình để theo đuổi. Nếu làm được việc ấy, trong vòng 2 năm tới, tuổi Dậu hoàn toàn có thể được danh, lợi song toàn. Tiền bạc rủng rỉnh mà có được địa vị cao, bao người ngưỡng mộ, con đường phía trước rộng mở, thanh thang. Ngoài ra, để kích vượng vận sự nghiệp, tài lộc, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng, giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu tài lộc, cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Vật phẩm còn được bản mệnh xua đuổi những hung tinh, hóa giải vận hạn, thị phi, mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là hóa giải và tăng cường. Mối quan hệ trở nên tốt đẹp, đặc biệt vật phẩm sẽ được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đang quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.